Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì mình đã mang ở đây cho anh em là hai chiếc gimbal mà mình đã trên tay trong thời gian vừa qua, chiếc DJI Osmo Mobile 5 và Osmo Mobile 4 SE. Thì nên lựa chọn chiếc gimbal nào trong hai chiếc gimbal này? Trong video này mình sẽ đi so sánh nhanh cho anh em ưu và nhược điểm của hai chiếc gimbal này để anh em có thể nắm được và có một sự lựa chọn tối ưu nhất nhá. Bắt đầu thế nào. Và trên tay của mình đây là hai chiếc gimbal mà hôm nay chúng ta sẽ đem ra so sánh với nhau, DJI Osmo Mobile 4 SE và DJI Osmo Mobile 5. Thì với mức giá của hai con gimbal này chắc chắn là có sự chênh lệch nhau khá là nhiều, nhưng mà lại đem ra so sánh với nhau thì lý do ở đây là gì? Đây, em Osmo Mobile 4 SE này nó có mức giá chỉ khoảng độ 2.090.000 tại Tokyo Camera thôi. Và em DJI Osmo Mobile 5 này nó sẽ có mức giá khoảng độ 3.600.000 bao nhiêu đó, gần 3.700.000 nếu mình nhớ không nhầm. Anh em có thể vào trong web Tokyo Camera để có thể search hai con gimbal ra để có thể có mức giá cụ thể nhé. Thì đó, cái lý do vì sao mà hai chiếc gimbal này đem so sánh với nhau, tại vì là cái con này nó mới ra trước con này có 1 năm thôi mà bây giờ nó vẫn sử dụng rất là ngon và vẫn rất là nhiều người tìm mua chiếc gimbal này, tại vì cái mức giá của nó rẻ và cái tính tiện dụng, gọn nhẹ cũng như là cái khả năng chống rung của nó thì còn rất là tốt. Còn chiếc Osmo Mobile 5 này thì nó mới ra mắt và nó có một cái thiết kế nó rất là gọn nhẹ như thế này. Đấy, nhỏ gọn và màu sắc thì đẹp nữa, cho chị em rất là thích. Mình sẽ đi so sánh nhanh về hai chiếc gimbal này nhá. Cái điểm đầu tiên là về thiết kế đi, thì mình sẽ cộng cho Osmo Mobile 5 một điểm về cái sự thiết kế nhỏ gọn của nó cũng như là cái tính thẩm mỹ của nó khá là cao. Bây giờ đây thì cái chiếc gimbal này nó gần như là một cái món thời trang vậy. Trước đây thì chắc chắn là anh em sẽ không nghĩ rằng là smartphone hay là laptop của anh em một ngày nào đó sẽ biến thành một cái món thời trang, đúng không? Thì gimbal điện thoại cũng thế. Càng ngày gimbal càng cho chúng ta một cái thiết kế phải nói là nó đẹp và nó kiểu trông nó sexy hơn khá là nhiều so với cả những phiên bản đời trước ấy. Anh em nhìn này, cái phiên bản Osmo Mobile 5 nó mới ra mắt năm nay có một cái thiết kế nó hơi ôm, nó hơi tròn tròn một chút và trông nó rất là mảnh, trông nó rất là nhỏ gọn để cho các chị em khi mà rút ra khỏi cái chiếc túi xách hay là ba lô của mình trông cũng có một cái vẻ gì đấy nó sành điệu và nó cá tính, tự tin hơn rất là nhiều. Còn với chiếc Mobile 4 thì thân hình của nó là một cái màu xám không mà thôi, và cái thiết kế nó cũng to nạc và hầm hố hơn khá là nhiều nữa. Khi mà mình đặt lên nhau và mình so sánh này, về cái độ dài của nó thì Osmo 5 dài hơn, cao hơn một chút, còn với Osmo 4 thì nó sẽ kiểu nó bè sang hai bên ấy, to, và nhìn cái thiết kế thân gimbal cũng thế, anh em thấy rằng là cái trục của nó to hơn khá là nhiều, motor cũng to hơn nữa. Đấy chính là cái điểm thứ nhất, mình sẽ cộng một điểm về thiết kế cho chiếc Osmo Mobile 5 này. Cái điểm thứ hai mình lại cộng điểm cho chiếc Osmo Mobile 5 này, đấy chính là về cái khả năng tự quay của nó quá tuyệt vời với Active Track 4.0 cũng như là khả năng kéo dài cái thân gimbal này ra như là một cái gậy selfie. Thì bây giờ đây anh em có thể có những cái shot hình tự quay bởi cá nhân mình hơn là việc phải nhờ người khác quay cho những cái vlog cá nhân của bản thân, đúng không nào? Mình thấy rằng là chiếc Osmo 5 này nó ra mắt, nó đã gọi là mang lại một cái cuộc cách mạng rất là lớn đến từ gimbal điện thoại rồi. Thì mình tạm gọi đây là cái khả năng mà chúng ta có thể tự sáng tạo nội dung nhá. Thì mình sẽ cộng điểm cho Osmo Mobile 5 này bởi cái tính di động cũng như là cái khả năng kéo dài của nó rất là tốt để anh em có thể tự sáng tạo nội dung cho bản thân. Còn với chiếc Osmo 4 này, khi mà mình mở nó ra nó rất là ngắn anh em ạ, và mình chỉ có thể rơi như này mà thôi. Khoảng cách nó không quá là dài, đúng không nào? Khoảng cách không quá là xa để anh em có thể tự quay một vlog thật là sáng tạo cho bản thân mình, mà chúng ta sẽ chỉ có thể đối thoại một với nhau như thế này mà thôi. Thì mình thấy đây là một cái điểm hơi hạn chế một chút. Vậy thì cái điểm cộng của chiếc Osmo 4 này là gì? Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với điểm cộng của chiếc Osmo 4 này. Đấy chính là về giá thành của chiếc gimbal. Tất nhiên rồi, giá thành là cái điểm mà mình chắc chắn sẽ cộng cho chiếc gimbal này một điểm, bởi vì nó có mức giá rẻ hơn Osmo Mobile 5 rất nhiều. Với cái chiếc Osmo Mobile 4 này nó chỉ có 2 triệu, gần như là 2 triệu tròn, còn Osmo 5 này nó lên tới là 3 triệu, hơn 3,5 triệu, thì nó chênh nhau tầm 1,5 triệu lận. Chính vì thế mà với cái chiếc gimbal này nó vẫn cho chúng ta khả năng chống rung đỉnh này, nó vẫn cho chúng ta một cái khả năng quay các thứ cá nhân của chúng ta, có một short phim gọi là mượt mà giá thành thì nó vẫn rất là rẻ. Với 2 triệu đồng thì anh em có thể làm được khá là nhiều thứ. Tuy nhiên thì sắm chiếc gimbal này anh em còn làm được nhiều hơn thế nữa cơ. Giá thành là cái điểm cộng đầu tiên cho chiếc Osmo Mobile 4. Cái điểm tiếp theo đấy chính là cái ngàm nam châm này. Với cái ngàm nam châm này thì thực chất là nó bây giờ đây trên phiên bản Osmo Mobile 5 vẫn được giữ lại, mà trên phiên bản đời cũ đã có rồi, thì chứng tỏ đây là một cái điểm cộng của phiên bản đời cũ, đúng không nào anh em? Tại vì là sao? Đời trước họ đã làm rất là tốt rồi cho nên mới mang sang đời sau. Chính vì thế mà cái điểm cộng ở đây hai chiếc gimbal đều có, đấy chính là cái ngàm nam châm này. Thì mình hơi thiên về gọi là cộng cho chiếc Osmo Mobile 4 này một chút nhá, tại vì là cái mức giá thành thì vẫn thế, đúng nào? Nhưng mà chức năng thì lại của một chiếc gimbal rất là cao cấp. Chính vì thế mà mình sẽ cộng với chiếc gimbal này một điểm Osmo Mobile 4. Rồi, cái điểm tiếp theo, điểm cộng của chiếc Osmo Mobile 4 này đấy chính là về cái thời lượng pin sử dụng của em nó. Nếu như mà một số anh em phản ánh lại rằng là cái chiếc gimbal này nó thời gian sử dụng rất là trâu, lên tới sấp xỉ 15 tiếng đồng hồ với chiếc gimbal này, thì với chiếc Osmo Mobile 5 này nó có thiết kế nhỏ gọn hơn và cái thời gian sử dụng của nó theo một số người dùng phản ánh thực tế thì nó chỉ vào khoảng độ hơn 12 tiếng mà thôi. Tuy nhiên thì 15 với 12 tiếng cũng là một cái khoảng thời gian nó khá là trâu, đúng không anh em, để chúng ta có thể sử dụng nguyên một ngày. Chẳng ai cầm gimbal liên tục quay 12 tiếng cả. Đấy là từ sáng đến tối luôn rồi ạ. Thì với chiếc gimbal này, nếu mà anh em đi du lịch thi thoảng rút ra quay một chút thì có thể quay được trong khoảng 2 đến 3 ngày. Khá là trâu đúng không nào? Cho chúng ta một thời gian sử dụng khá là trâu. Và cái điểm tiếp theo mình xin nói đến, có thể anh em đã biết rất nhiều rồi, đấy chính là về khả năng tracking. Với Osmo Mobile 4 là Active Track 3.0, Osmo Mobile 5 Active Track 4.0. Chúng ta sẽ có khả năng Active Track 4.0, nó là một cái thuật toán sử dụng rất là đỉnh khi mà chúng ta tracking theo vật thể. Anh em có thể track rất là mượt mà và rất là nhanh, ngay khi anh em ra khỏi khung hình thì nó cũng có thể track lại cái vật thể ban đầu. Cái điều này thì mình thấy nó rất là giống với cả những chiếc Flycam Mavic. Khi mà mình bay lên trời mình tracking vào một vật thể như kiểu ô tô chẳng hạn, và khi mà mình đi vào trong một cái tán cây, sau đấy mình đi ra ngoài, nó lại vẫn có thể tracking theo được. Đây là một cái khả năng xử lý rất là thông minh trên một cái chiếc gimbal nhỏ gọn như thế này. Quá tuyệt vời đúng không nào? Thì cái điểm này mình sẽ cộng cho Osmo Mobile 5 một điểm nữa. Và cái điểm cuối cùng này cũng là một cái điểm mà nó hơi nhỏ một chút thôi, nhưng mà mình thấy rằng là một số anh em cũng quan tâm khá là nhiều đấy. Đấy chính là về cái cổng sạc điện thoại. Trên cái phiên bản Osmo Mobile 4 nó được trang bị, anh em ạ, để chúng ta có thể sạc điện thoại mỗi khi mà điện thoại hết pin, đúng không nào? Thì trên Osmo Mobile 5 đã bị lược đi mất. Theo nhà sản xuất lý giải thì cái việc lược đi như thế sẽ giúp cho cái chiếc gimbal của chúng ta có một cái thời gian sử dụng lâu dài hơn. Nhưng mà theo mình thấy thì người dùng họ lại cần cái sạc cho điện thoại hơn. Lý do vì sao? Đây là gimbal dùng cho điện thoại. Và nếu như mà điện thoại hết pin thì quay bằng cái gì? Gimbal giữ pin để làm gì? Đúng không nào anh em? Chính vì thế mà cái việc giữ lại cho mình một cái cổng sạc USB Type-A ở đây, mình lại thấy nó là rất hợp lý để có thể sử dụng cho những cái thiết bị điện thoại của mình mỗi khi mà nó hết pin. Mình thấy nó là điểm cộng anh em nhé. Và đó là một số những cái điểm mình trên tay nhanh cũng như là đánh giá so sánh nhanh về hai chiếc gimbal điện thoại đang hot nhất hiện nay. Hiện tại thì hai con hàng này đang cháy hàng, mình thấy rằng là cháy hàng khắp mọi nơi luôn đấy, và rất nhiều người tìm mua, tại vì là bây giờ đây ai cũng thể sản xuất được video, và gimbal điện thoại là những cái thứ mà giúp cho chúng ta có một shot hình phải nói là nó tuyệt vời nhất và giá rẻ nhất rồi, không có cái điểm gì để chê được nữa cả. Và gimbal điện thoại bây giờ đây thì đang dần trở nên rất là phổ biến trên tất cả các nền tảng như là YouTube, là TikTok. Thì nếu mà anh em còn muốn quan tâm hay là muốn mình review đánh giá thêm cái mẫu gimbal nào nữa thì hãy để lại comment ở phía bên dưới video nhá. Và đừng quên cho Tokyo Camera xin thêm một subscribe, một like video, và hãy cùng comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.